Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi, 3 tháng đối với người nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Nghị định cũng quy định nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn trong một số trường hợp như người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và cũng có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu.